Và kính thưa quý vị và các bạn, tôi vừa kiểm tra ngôi nhà Yến này, nó mắc một cái nỗi khí và nỗi nhiệt, nó rất là trầm trọng, nó không ok. Sau khi tôi kiểm tra âm thì âm thanh nhà này nó cũng không ok luôn. Nên tôi trước khi ra về tôi đã thay cho ông bà chủ một bộ âm tương đối là tốt, thực sự tốt, để cho sau này tôi vận hành cái nhà Yến này cho nó thuận lợi. Đấy. Và sau 10 phút là tôi cắm âm vào thì quý vị sẽ thấy là cái lượng chim nó đến tuyệt vời không, và chiều hôm nay nó còn tuyệt vời hơn rất nhiều như thế này. Và chim đã vào rồi đấy quý vị nhé. Đấy. Âm chúng tôi là cũng tài để dụ chim, không phải là để cho chim chơi nhé quý vị này. Đấy. Và hôm nay nó sẽ vào rất là nhiều. Buổi chiều tối thế này quý vị sẽ thấy một cảm giác là nếu mà ông của chủ ngắm thì tuyệt vời luôn, không cần chê chỗ nào được nữa nha. Đấy, và nó quận theo vòng tròn luôn và đi nao vào nổ, nó nối với nhau một cách rất từ từ. Và đấy, tôi sẽ quay quý vị coi, mà nó sẽ chơi từ giờ cho đến tối luôn. Nó rất là tuyệt vời nha quý vị nhé. Đây là huyện Hàm Thuận Nam của tỉnh Bình Thuận, và cái vùng đất cũng rất là trù phú đây. Tôi nghĩ rằng là ông bà chủ này, vợ chồng trẻ này cũng tuyệt vời đấy, chọn một miếng đất tuyệt vời, nó xây ngôi nhà Yến 4 tầng, nó khoảng 400 m². Và đây quý vị đây, và nó quay vòng tròn nhé quý vị này, thấy nó quay vòng tròn đó. Tuyệt vời không quý vị? Ok không? Đấy, có cảm giác chưa? Cảm giác nhà Yến chưa? Đấy, nó lỗi cái gì anh sửa cho cái đó nha. Trước mắt là lỗi âm, là anh thay âm cho trước nha. Được chưa? Đấy, quý vị thấy tuyệt vời không? Và bây giờ mới là 2 giờ chiều đấy, chưa đến 2 giờ chiều đâu, nào buổi trưa đấy. Và tôi đã vận hành một bộ âm này tuyệt vời luôn. Nó có một đặc tính quay rất là vòng tròn, rất là đẹp nha. Đẹp không? Quý vị thấy đẹp không? Tuyệt vời không? Càng ngày nó lại càng biến đông hơn so với yêu cầu. Vâng, tôi sẽ zoom lại cho quý vị dễ xem. Chiều hôm nay thì ông bà chủ là quên cơm rồi đấy. Đúng rồi, làm một cây dù ngồi đây với một gói kẹo với một bình trà nữa là tôi nghĩ là hai vợ chồng là cực kỳ thơ mộng. Và đôi khi cuối năm đẻ thêm cu nữa mất công. Thấy tuyệt vời không? Đấy chưa, anh thấy hôm nay là chị nhìn thấy cái cảnh video thật này chị, không phải là như những video tôi đã quay trước đó nha. Đúng không? Thật tế rồi, không cần còn phải là lăn tăn gì nữa. Đấy. Số chim này là số chim đang ăn khu vực này nhá. Yeah. Số chim nhà chị nó đã đi đâu vì đâu rồi, nó không còn ở đây đâu, tối nó mới về nhá. Yeah. Đấy, được chưa? Anh phải tháo mấy cái thanh gỗ ở ngoài miệng nổ lại, mở rộng cho nó vô, từ từ lấy nó vào rất là cức á, nó vào rất là khó. Hả? Loa phóng này em phải bỏ rồi, chùm trên cũng bỏ luôn. Nhưng mà tại bây giờ người ta đang đấu cái loa đó mấy cái loa miệng nổ đấy, đấu thông với nhau. Nên vừa anh thử cái âm đi nó không có. Thấy chưa? Không phải ra ngoài nữa. Không, không cần phải ra ngoài nữa nhé. Mình phải để từ cái loa nổ thôi để cho nó tụ chim lại. Chứ mình để cái loa ngoài trên nó ám bay lung tung hết, nó không có trật tự nhé. Được chưa? Thứ hai là cắt cú nó đến mất công nữa. Thấy không? Đấy, thấy không? Thứ hai là có một cái nổ đó thì nó cảm giác hang chính xác hơn là so với bên ngoài trên. Đấy là riêng anh thì anh không bao giờ anh chạy lò nóc lò phóng. Tất cả những nhà Yến làm ở Việt Nam, tất cả các tỉnh 43/62, anh không bao giờ xài một cái lò nóc nào kia. Thấy chưa? Đấy, thấy ok không? Vui vẻ chưa? Rồi. Vâng, ở cái nhà này thì tôi đến khảo sát. Trước khi ra về thì lỗi phần âm thì tôi đã trước mắt tôi xử lý phần âm cho ông bà chủ trước. Và tôi sẽ sắp xếp một thời gian gần nhất để xử lý phần bên trong cho ông bà chủ. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn quý vị và tôi sẽ kết thúc video tại đây. Và hẹn ông bà chủ thời gian gần nhất để có khắc phục một số điểm yếu trong nhà như thế này nhé. Và xin thân ái chào tạm biệt quý vị. Và sẽ mỗi lúc mà rất là đông mà tôi phải gác máy để tôi đi mà một cái điểm khác.